Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ làm cái clip về Triệu Vân mà full dam nhá. Thì đầu tiên thì mình sẽ vào đây cái nick của mình đây. Cái nick này là nick chính của mình nhá, chú Cuội. Ok, thì mình sẽ vào trang ngọc. Trang ngọc của mình thì xài ngọc 2 thôi, mới được có 56 thôi. Nói chung là ngọc cùi. Mình sẽ vào trang bị luôn. Đây, thì mình khó khăn lắm mới kiếm được cái nick có Triệu Vân. Đây, Triệu Vân của mình đây. Ôi trời ơi, mua bằng 1.000 quân huy đấy. Mình sẽ xóa hết luôn và sẽ trang bị cho nó. Đầu tiên mình sẽ đi đi rừng nhá, cầm kiếm chi hồn này. Thủ à? Ai có đội đôi giày chứ? Đôi giày thì nó dùng là lên đam mà mình sẽ không lên một món nào mà nó có giáp hết nhá. Mát đam luôn. Đấy, thứ ba là phức hợp kiếm. Phức hợp kiếm hiện tại thì đang mạnh đấy. Chờ nó đến qua mùa 3 nó sẽ là yếu đi. Vì thế nên mình tranh thủ mình xài kiếm Muramasa này. Lên quỷ kiếm luôn cho nó hút cho nó phê. Và cuối cùng mình sẽ xong đao báo táp. Xong đao báo táp. Mình sẽ thay đổi một xíu nhá. Xong đao báo táp với cả kiếm Muramasa ha. Đổi. Không nên gọi là. Xong đao báo táp quốc là món thứ tư luôn. Hay là nhanh Phineer đi ha. Vừa có công vật lý này, vừa có tốc độ đánh này. Món cuối cùng mình sẽ không lên kiếm Muramasa nữa và sẽ lên cho nó là cây xong đao báo táp. Ok, đây là trang bị của mình nhá. Mát đam luôn. Không có một món giáp, không có một kháng phép gì hết. Vậy cho nó rất. Đấy, hiện tại nick của mình đang kim cương 3. Mình có ý định cày cái nick này lên cao thủ ở đây. Nhưng mà thật sự ra thì không có thời gian. Mình đang chơi cái nick chuyên về phép sư của mình. Hiện tại đang ở bậc kim 1 rồi. Mai mốt gì đấy thì mình sẽ làm clip về những vị tướng mà Ganga này, hay Vera này, Kahihi này, rồi nói chung là những vị tướng phép á. Hoặc là Kishi này. Đấy, cái nick đó thì mình chỉ mua ngọc phép thôi. Mình sẽ không mua ngọc gì hết. Hiện tại đang ở bậc kim 1 rồi. Ngày mai ngày mốt gì đấy sẽ lên được kim cương thôi. Lên được kim cương thì mình sẽ làm clip luôn. Ở bạch kim thì mình sẽ không làm clip nhá. Đấy, mình sẽ xin bạn ấy đi rừng. Đây, xin rừng bạn ơi. Nó trời ơi, không lẽ mình giờ mình kia mình quay clip chứ. Ngại thế, không biết. Hết một bạn ấy giành rừng mất rồi. Ngáo rồi. Trời ơi, Triệu Vân đi rừng có gì đâu mà ngáo. Triệu Vân hiện tại đang rất là mạnh luôn đấy. Chắc là mấy bạn này cứ nghĩ là Triệu Vân không được mạnh. Thực sự đang rất mạnh luôn đây. Mình thấy rất là nhiều người chơi Triệu Vân hay. Rồi, thôi kệ, mọi người nói sao thì cứ nói thôi. Mình cứ cầm đi rừng thôi. Kệ, cuộc đời nó tới đâu nó tới đi. Có gì đâu mà phải ngại. Đấy, mọi người thấy chưa? Bên kia cũng Triệu Vân đi rừng kìa. Bạn ơi, tí nữa vào trận mình bắt tay một cái nha. Nói chung là hợp tác vui vẻ. Úi giời ơi. Bên kia hai rừng luôn, giống như tem mình luôn. Bên đấy thì có Zephy này. Zephy bạn. À, cái bạn kia bạn đấy kêu là Zephyr. Zephyr. Bạn ấy bình luận kêu là Zephyr chứ không phải Zephy. Thế nhưng mình đọc Zephy là sai sao á. Mình cũng chả biết sai đúng nữa. Thôi kệ, đọc đại đi. À, đúng hay không thì nó cũng là vị tướng đấy à. Nếu mà sai thì nó cũng là vị tướng đấy à. Nó cũng chả có thay đổi gì hết. Vì thế nên mình cứ đọc theo cái mình đọc quen rồi mình cứ đọc đi nhá. Đấy, bên mình thì có mô tốt này. Rồi có Mina này, Natalia này, rồi Slim. Mà Slim này theo mình thì bạn ấy vào thì chắc là bạn ấy sẽ đi AD thôi. Chứ hay trẻ trâu đâu mà cứ. Đấy, hy vọng là bạn ấy sẽ đi đường dưới. Mà bạn ấy sẽ không đi giành rừng với mình. Ok. Ở trận đấu hôm nay mình sẽ lên mát đam. Mình ấn nhầm cái nó tăng chiêu 2 luôn chứ. Buồn thế, thực sự ra là phải mát chiêu 1. Tăng chiêu 1 đầu tiên. Farm lính nó sẽ dễ hơn. Mình đang chiêu 2 farm với con bùi xanh này sẽ rất là trâu bò đấy. Khó khăn đấy. Tại vì chiêu 1 nó 280 sát thương mà chiêu 2 có 210 thôi. Nhưng mà chiêu 2 nó hồi nhanh một xíu. Nhưng mà một xíu cũng chả ăn thua mấy. Thôi kệ, lỡ ở tăng thì mình chơi luôn. Có sao thì mình chơi vậy đi. Có gì đâu mà phải ngại cơ chứ. Ok. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái con này. Xong rồi ăn ba con luôn. Đấy, trừng phạt này. Trừng trị chứ. Cái này gọi trừng trị, nó không gọi trừng phạt giống như bên Liên Minh. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ ăn con này luôn. Sao mà binh mình đỏ thế này không biết nữa cơ chứ. Không biết mấy anh chàng đẹp trai chơi game bên dưới có coi bậy bạ gì không. Sao mà binh đỏ thế. Vãi hàng mấy anh đấy. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ ăn thôi. Chứ đâu có xuống dưới được kịp đâu. Xem mấy bạn đánh nhau coi nào. Ai chà chà, đánh nhau kinh thế.
chính công đầu luôn ngon. Đấy, bình là mát đỏ rồi. Không lẽ bây giờ mình xuống mình mình đi từng máy một. Anh nào có xin đâu, bước ra đây chém nát đít luôn. Đấy, bây giờ mình anh sang con này luôn. Ôi trời ơi, sao mà lag thế, không biết này cơ chứ. Buồn luôn. Ping cao quá cơ. Mình không biết làm sao bây giờ. Thôi kệ, mình cứ đi farm thôi. Triệu Vân này thì ping hơi lag một tí cũng chả sao đâu. Chơi Nakaroth mà nó lag lag thì ôi trời, thôi mình nghỉ luôn đi, chơi làm gì. Nakaroth mà xài chiêu mà nó cứ chậm chậm ấy, chán cực kỳ. Mình ghét lắm luôn á. Vì thế nên với hải dạo này điện thoại mình nó biểm sao á, nó cứ khủng khủng điên điên sao á. Mai sau này giàu giàu một chút xin ít tiền của vợ mua cái Samsung Note 5 đánh cho nó sướng. Cái này mới Note 4 thôi, nâng cấp đời lên một xíu. Ha, phóng. Ui dồi ôi, hụt mất rồi. Rồi mô tô tên bạn ngáo rồi, bạn ấy băng vào luôn kìa. Rồi mình sẽ xin một bàng một mà nào. Rồi ok, tuyệt vời, mình đã giết được bạn ấy mô tô rồi. Và tên mình đã giết được 3 mạng luôn. Hay quá, sợ mình đứng đấy mà bạn mô tô bạn ấy còn lao vào, thế thì thua. Bây giờ thì mình sẽ qua bên rừng đối phương. Ê, có bùa này ngon. Chiêu 2, úi sợ chiêu 2 không đủ tầm, vãi hàng. Chiêu 2 con này nó giống như con Butterfly á. Con Butterfly thì là chiêu 1. Con này thì như nó gần hơn một chút hay sao á. Butterfly nó xa hơn một xíu. Nó kiểu hai con nó giống nhau thôi, chả khác gì nhau mấy. Ok thì mình ăn được cái bùa rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn quái ở rừng nhà mình đây. Hiện tại thì mình lên đồ với đồ như thế này thì khá là yếu. Nói chung là đi ganh được thôi chứ solo với đồ như thế này thì chưa ăn thua. Chút xíu nữa đấy. Mình ăn cái con mùi xanh cho bạn Zephy bạn phế luôn. Tại sao vậy? Tại vì Zephy mà không có mùi xanh thì coi như là phế vật luôn rồi. Không xài chiêu được, phế lắm. Đấy, mình đã ăn được con mùi xanh của bạn ấy rồi. Chắc bạn ấy đang tức điên luôn. Ok thì mình sẽ lên và mình sẽ đẩy chuối. Natalia ta mình tới rồi. Chưa hai làm chậm bạn ơi. Đúng rồi, làm chậm hai người luôn. Này thì hổ báo này. Rồi, một mạng cho Natalia và một mạng dành cho mình. Tuyệt vời. Vậy là mình đã giết được hai mạng luôn rồi. Ở bên dưới team mình cũng đang rất là xanh. Bạn Slim Thỏ đã được double tap luôn. Đấy. Thỏ Slim nhờ đem cái trừng trị đi rừng, nói chung là đi đường nó sẽ mạnh hơn bình thường đấy nhá. Đấy, không biết có phải không nữa. Mình chém gió tí thôi. Bây giờ mình sẽ ăn cái con này cho nó sát hết bùi xanh rồi. Ăn con bùi xanh lâu một chút. Ăn hai con luôn. Xong rồi ăn bùi xanh xong rồi đi xuống dưới. Hay quá, thế mình ăn rồng luôn rồi kìa. Tuyệt vời. Không cần mình luôn mà không ăn rồng nữa. Thế này thì nó làm gì nữa. Team mình quá hay luôn rồi. Đây. Cũng may lúc này mình làm clip nữa chứ. Pha hồi đấy mình cũng làm clip về vị tướng Jogan đấy. Úi dồi ôi. Một team mình nó phế ơi là phế luôn. Rồi. Chết đợt chắc này. Đợt này bạn chạy đi đâu ở Triệu Vân ơi. Hỏi chưa một bạn đâu, bật lên đi chứ. Này thì không bật lên này. Này thì tê tái này. Cứng người chưa. Rồi bây giờ bạn mới bật chiêu 1 hả. Chiêu 1 bạn muộn rồi. Ulti. What the hell. Sao lại Ulti vào con lính thế. Ôi trời ơi, nào thôi đi về. Trời ơi, bạn mà gắn ga bạn còn lên nạp mạng nữa chứ. Vâng, mình đã giết được Maganga luôn rồi. Quay vào, giết luôn. Hay quá. Mình giết được một mạng nữa. Một tôi có chết không? Ra đây mình hồi máu cho này. Ui, quên. Cái hồi máu này có một người thôi. Không hồi máu được hai người. Thôi bạn đi về đi. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn cái con quái này luôn. Đấy, hiện tại mình đã giết được 4 mạng luôn rồi. Bây giờ là cuộc đua tranh. Team mình có thể chắc chắn là sẽ thắng ở đây. Bây giờ cuộc đua tranh đó là cái vấn đề MVP đấy. Hiện tại thì mình được 4 chết không và hỗ trợ 1, mình hỗ trợ hơi ít, sợ xíu nữa sẽ không được MVP so với bạn Thỏ đâu đấy. Bạn Thỏ khá là xanh luôn đấy, mọi người thấy chưa, Thỏ xanh chưa đấy. Cuộc đua MVP của mình giữa bạn Thỏ rất là căng thẳng luôn. Bây giờ thì cái vấn đề thắng hay thua thì xác định team mình có thể sẽ thắng ở đấy, nhưng mà bây giờ mình quan trọng nhất đó là cái vấn đề MVP kìa. Mình thích cái đó nhất. Mình muốn nói chung là nó phải cho clip nó thêm phê vồn thì phải được MVP nó mới hấp dẫn, mới hay được. Đấy, nhưng mà rất tiếc có khi mình không thành công rồi. Thỏ lại ăn mạng nữa, hay quá, bạn không ăn mạng thì bạn cũng hỗ trợ. Rồi, chết luôn, double tap dành cho mô tốt team mình luôn. Hay quá bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn cái con rồng luôn.
6-0. Ui dồi ôi. Thôi xong tôi rồi. Đợt này làm sao mà đua được nữa. Vãi. Thứ 6 mà chết không á. Kinh khủng vậy. Ai chơi. Đây bây giờ mình sẽ lên ăn cái con búa xanh. Ủa quên búa xanh bắn. Đấy chuối. Một mình một mạng. Ui. Bay rồi. Chạy. Em xin lỗi. Mấy anh đẹp trai quá. Rồi MVP. Thỏ Slim chết đi bạn. Rồi xong. Một tất em mình đã bị chấm dứt. Rồi chấm dứt em Slim bên mình luôn. Yeah come on. Mặc dù hơi xấu tính một chút nhưng mà tại mình có cảm giác cái trận này mình win mất rồi. Mà có khả năng 99.99% là win rồi đấy. Tại vì team mình chơi rất là hay. Bây giờ mình chỉ cần muốn cái MVP dành cho bản thân của mình thôi. Mặc dù hơi xấu một tí. Nhưng mà bạn cứ chết đi đừng ngại ngùng. Này để đây cho tớ. Để đây cho tớ. Ấy xa hay quá tuyệt vời. Mình đã giết được Slim team bên kia rồi. Ngon. Hiện tại thì mình đã giết được 5 mạng. Nhưng mà hỗ trợ rất là ít. Không biết thế nào đây. Team mình giết được 16 luôn rồi. Mình chết có 3 thôi. Ê cho tớ nha. Bạn xanh rồi mình sẽ không nhường bạn đâu. Hay quá. Mình không có tê tái nhưng mà mình mới ăn được con bùa đỏ. Nói chung là ok. Ngon. Bây giờ mình sẽ đi ăn dừa luôn cho nó mạnh một xíu. Lên được 3-4 món gì đấy cho nó win. Đừng có win sớm quá, mình chưa lên full đồ mà đã win rồi. Nếu mà lên đồ như thế này nó sẽ không được không được gọi là chính thức nó cái gì vậy? Bạn có bùa xanh rồi mà còn đòi gì nữa? Bạn bật binh cái gì nữa? Trời ơi này. Đây rồi xem nào. Này bùa xanh ở dưới chân còn đầy cây luôn. Vẫn xin được ra KS bùa. Tớ cũng chịu. Phóng này. Trời ơi, lùi xuống bạn ơi. Lùi xuống tí nữa nó có chủ ấy. Rồi, xông lên anh em. Trời ơi. Nào giết nào. Ui giời ngọt sớ tuyệt vời, một mạng. Một bạn em phải lên bảng số 2 bạn luôn, 3 bạn luôn. Và mình giết được ai không vậy? Hay quá, rồi xong. Mila team mình đã bị tử vong luôn rồi. Giờ mình cứ bật cái chiêu 1 mình chạy như siêu nhân thôi. Ui giời cái chiêu 1, chiêu 2 con này chậm quá. Rồi Mina team mình đã bị Slim bên kia hạ gục. Ok bây giờ mình sẽ ăn cái con rồng luôn. Giờ mạnh rồi, bây giờ thì 21 mà chết 4 rồi mà. Tất cả các kênh liên quân em thích nhất kênh anh vì giọng nói rồi. Cảm ơn bạn nhá, bạn Phong Mister. Cảm ơn bạn đã bình luận như vậy. Đó sẽ là, nói chung là mình cảm thấy rất là vui. Khi mà bạn bình luận được như thế mình cảm thấy khá là vui đấy. Mình sẽ cố gắng làm clip nhiều hơn cho bạn cùng xem. Ai chà chà giết luôn. Trời ơi, chuối này hai mạng luôn chứ. Uầy. Ủa sao Slim nó bắn, nó phóng cái gì đấy? Nó phóng cái gì vậy? Phóng cái gì mà nó chạy về nhà mà nó còn chết vậy? Kinh khôn. Thôi. Đấy, người ta chơi Slim là phải như thế này này. Đấy, đẳng cấp nó ở đây đây. Hồi nãy mình chơi Yogan gặp cái anh chàng Slim mũ rời áo tưởng sức mạnh. Kinh hồn luôn. Mình phải khiếp ba hồn luôn đấy. Khiếp vía. Rồi, mình ở đây là cây... một cây vũ khí nữa là 3 món rồi đấy, cộng một đôi giày. Ngon rồi đấy, nào ra đây. Ui giời, tính tê tái chừng trị KS. Rất là buồn, không KS được. Trời, ra đây. Trời chả, thua mất rồi. Vâng, trận đấu Triệu Vân Full Nam của mình đã kết thúc ở đây rồi. Một chiến thắng mà dành cho mình bất tử luôn. Mình cảm thấy mình bất tử luôn, nhưng mà chắc chắn là không được mà VP rồi. Thỏ Slim hay quá, đấy, thánh gà nồi. Kinh. Bạn ấy phóng như siêu nhân ý. Ném mà kiểu gì người ta chạy về nhà còn chết nữa cơ chứ. Đấy. Ok, chưa thắng 3 luôn. Thẻ rơi à? Thẻ rơi mình xong mình sẽ đổi rương Ruby. Ok. Đầy 7-0-6-11-1-7. Thôi mình cũng xin dừng clip đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip này nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau.